Ngôi sao thì cũng vẫn thích làm nũng thôi. Subin Hoàng Sơn, Captain lên sân khấu làm best boy còn với mẹ mãi là em bé. Trấn Thành sơ hở là giờ trò nhõng nhẽo với vợ. Hương Giang như đổi nết cạnh tình tin đồn. Không mệt mỏi. Bớt làm phiền. Không mệt mỏi. Anh đang rất làm phiền tôi. Kệ anh. Uka, Diệu Nhi chỉ cần phát tín hiệu là chồng đẹp tự động phản ứng ngay. Ngôi sao cũng là con người, lúc ra ngoài xuất hiện trước công chúng thì luôn ngầu, luôn lộng lẫy, nhưng mà khi ở cạnh người thân, người nhà thì lại là một bộ mặt khác hẳn ngay. Subin Hoàng Sơn là một chàng ca sĩ rất đỉnh, cứ lên sân khấu là nhạc gì cũng hát, từ nhạc hiện đại tới nhạc tình ca, nhạc cụ anh cũng đánh được, phải nói là đa tài vô cùng, và ngầu thì cũng vô đối. Thế nhưng anh chàng khi ở cạnh mẹ thì lập tức trở thành chàng trai quấn mẹ ngay, rất thích thể hiện tình yêu với mẹ, còn mẹ anh chàng thì thương con trai vô cùng. Thanh niên cao lớn tồng ngồng mà vẫn ngồi trong lòng mẹ lúc ở hậu trường như một cậu bé vậy. Những lúc này anh chàng tuy chân dài cao ngất nhưng vẫn cảm thấy nhỏ ơi là nhỏ, cưng ơi là cưng ấy. Captain cũng là chàng ca sĩ trên sân khấu hầm hố bao nhiêu nhưng gặp mẹ là bật ngay trạng thái bé cưng. Đã không ít lần khán giả được chứng kiến những cuộc trò chuyện siêu đáng yêu của anh chàng với mẹ, cả hai không có khoảng cách thế hệ, thậm chí còn xưng bạn với mình rất thân thương. Mẹ của Captain là hiệu trưởng nhưng không cứng nhắc, thậm chí rất thoải mái, cởi mở, có lần còn tới tận sân khấu xem con trai biểu diễn. Và anh chàng Captain vừa diễn siêu slay trên sân khấu đã lập tức lao xuống ôm mẹ như một đứa trẻ làm nũng chờ được mẹ khen cực kỳ dễ thương. Trấn Thành thì lại không làm nũng mẹ, anh chỉ làm nũng với vợ thôi. Đã không ít lần khán giả được thấy cảnh đạo diễn nghìn tỷ hết dựa vai than mệt mỏi muốn được Harry luôn quan tâm, cương nựng nhưng cô vợ thì phũ phàng mà nói người ta phiền. Hay gần đây thì nhảy điệu uốn éo đủ kiểu trong nhà, đi làm cũng phải vác gối đi để ngửi hơi vợ. Toàn những hành động không ai nghĩ ra được lại là từ Trấn Thành. Bởi khi làm MC trên sân khấu anh có một hình ảnh hoàn toàn khác, vừa ngầu vừa hài hước và dẫn dắt ứng biến chuyện rất mạch lạc. Hương Giang cũng vừa bị phát hiện ra một mặt khác hẳn khi ở cạnh tình tin đồn trẻ tuổi. Cụ thể trong những buổi livestream đôi, cô nàng liên tục có những hành động làm nũng, những câu nói cực kỳ trẻ con mà chỉ có người yêu nhau mới hay nói mà thôi. Chẳng ai nghĩ được Super Mentor Hương Giang luôn hét ra lửa, chủ nhân của câu meme ấn tượng khát khao center thế à, lại có ngày bắt đền cái bàn, rồi bắt người yêu phải khen mình xinh mới chịu. Đúng là ai yêu vào rồi cũng không thể nào bình thường được nữa. Nhưng nhìn Hương Giang thế này nhiều người lại thấy cũng dễ thương, cũng cưng quá đấy chứ. Hy vọng mối tình này của người đẹp sẽ bền chặt. Puka và Diệu Nhi đều kết hôn với những anh chồng vừa trẻ vừa đẹp trai, nhưng dù trước đây có là vai chị thì khi về chung một nhà cả hai vẫn có trọn vẹn đặc quyền làm nũng luôn. Diệu Nhi chỉ cần vài câu chồng ơi là anh Tú có ở chỗ nào cũng sẽ có mặt ngay. Khi cùng đi sự kiện, Diệu Nhi cũng chỉ mới cầm cây kem lên là anh Tú đã lập tức cầm ra rồi xé cho vợ. Lúc cô nàng ăn thì cứ để ý qua lại rồi còn đòi lấy khăn lau miệng cho vợ nữa. Diệu Nhi không cần nhưng anh Tú luôn chăm sóc cô như em bé vậy. Puka cũng không khác là bao, từ vai chị thành vai vợ nhưng luôn được Jin Tuấn Kiệt quan tâm từng ly từng tí, vừa được đút cho ăn mà chỉ cần lắc đầu một cái là anh chồng sẽ dỗ ngay. Sơ hở là lại làm giọng bắt đền khiến anh chồng chỉ biết cười bất lực, còn khi mà Puka thực sự muốn làm nũng thì Jin chỉ có nước đầu hàng mà cưng chiều mà thôi. Thậm chí có lúc hai vợ chồng còn phát đường ngay trước mặt anh bạn thân Duy Khánh chẳng kiêng nể gì. Lúc ấy Puka đang làm nũng chồng còn Jin thì lo dỗ dành vợ chứ đâu.